Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay sẽ là một video về bát True School, những món đồ mà mình sẽ mua để chuẩn bị cho một năm học mới. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên là mình sẽ inbox một số đồ mà mình đã đặt trên Shopee. Video này mình đã muốn làm thực hiện từ sớm, nhưng mà dạo này bận học quá cho nên bây giờ mới có thời gian nè. Món đồ đầu tiên mà mình mua đó là một chiếc khay đựng bút đa năng. Mình mua với giá là 15.000. Thực sự là mình rất là thích màu trắng, muốn đặt màu trắng nhưng mà rất tiếc là đã hết màu trắng nên thôi chỉ còn sự lựa chọn là màu hồng thôi. Nhưng mà mình thấy rất là xinh. Ở đây là mình mua size là 5cm x 20,5cm, thì gồm có 4 ngăn. Mình thấy nhựa rất là cứng cáp, bạn có thể bỏ được rất nhiều bút và có thể tiết kiệm được không gian. Tiếp theo là một gói hàng mà cũng màu hồng rất là cute, mình đã đặt và đợi chờ rất là lâu, đã được ship từ nước ngoài, mình phải chờ hơn một tuần thì mới có. Mình đặt rất là nhiều thứ trong đó thì mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem nhé. Trước tiên là sẽ là một miếng dán. Ở đây là mình đã đặt một set dán gồm có đầy đủ các màu để chúng ta có thể dán vào các bức tranh để trang trí lên tường hoặc là dán vào trang trí vào sổ. Các bạn thấy các mặt cười hoặc là các icon cảm xúc có dễ thương không? Đây là một cây bút mực gel có giá là 7.000. Mình thấy nó rất là cute cho nên mình đã mua nó. Ngoài màu trắng ra thì màu hồng là màu yêu thích của mình cho nên mình đã đặt màu hồng. Mình có đặt mua một set bút cùng 6 cây bút dạ. Thường thì chúng ta sẽ dùng bút dạ để highlight hay là để vẽ trang trí lên để cho vở của chúng ta thêm nhiều màu sắc xinh đẹp và sống động hơn. Một set này là mình mua gồm có 6 cây. Mực khô ngay lập tức không bị phai. Đây là hai thanh còng nhựa, các bạn có thể mua về dùng kéo bấm lỗ vào giấy để bỏ vào trong thanh này. Chúng ta có thể tái sử dụng các tờ giấy mà còn dư hoặc là có thể tự tạo cho mình một quyển sổ mới. Tiếp theo là một hộp 46 miếng trang trí gồm các họa tiết như là hình bông hoa tulip, hoa hướng dương hay là hoa bồ công anh. Đây là được in trên chất liệu là giấy cứng, các bạn có thể dùng nó để dán lên trang trí trên bàn học của mình hay là trang trí trong sổ. Thước của hình này là 44x44mm, mình mua với giá là 17.000 trên 46 miếng. Ở đây là mình còn có đặt mua thêm một bộ sticker nhựa trong, hình con heo rất là cute. Một bộ như thế này thì gồm có 50 cái và chất liệu là nhựa trong. Các bạn có thể dán lên bất kỳ chỗ nào, ví dụ có thể dán được lên tường, trong quyển sổ của mình hoặc là trên các dụng cụ học tập. Mình còn có đặt thêm một bộ đánh dấu chỉ một trang sách. Các bạn có thể dán nó để có thể phân chia ra trong quyển sách có bao nhiêu chương. Mọi người có thể dán vào các bài mà chúng ta cần lưu ý. Chất liệu là bằng nhựa nhưng bề mặt nhám, chúng ta có thể dùng bút bi và ghi lên. Mặc dù là rất ít ghi bút mực nhưng mà mình vẫn đặt thêm vào 10 ruột bút mực để dành khi nào có thi hay là chúng ta khi nào cần viết văn thì sẽ viết bằng bút mực sẽ đẹp hơn. Ở đây là mình còn mua thêm 3 cây bút dạ. Cây bút dạ này khác với bộ kia là đầu mực nó sẽ to hơn, các bạn có thể viết được những tiêu đề, sẽ tạo được chữ độ bóng đẹp hơn. Mình rất là thích vẽ vời cho nên còn mua thêm cả một hộp bút lông về để khi nào rảnh thì có thể vẽ trang trí. Ngày thường khi mà học bài thì mình vẫn viết bút bi thông thường cho nên mình đã mua rất là nhiều bút bi về. Ở đây có hai loại là bút bi ngoài nó sẽ nhỏ và bút bi ngoài tầm. Mình còn có mua thêm một cái thước dẻo. Thước này là mình mua ở ngoài tiệm chứ không phải là đặt qua Shopee. Thước này có thể bẻ cong cho nên là không sợ gãy, rất là thuận tiện trong quá trình mình ghi. Mình còn mua thêm cả một cây bút dạ vàng và một cây bút đen. Đây là hai cây bút mà mình rất hay sử dụng. Mình còn mua thêm cả hai cây bút mực. Chúng ta có thể sử dụng bút mực này khi hết thì sẽ thay ruột,
tái sử dụng lại cây bút để tiết kiệm chi phí hơn. Một thứ rất quan trọng không thể thiếu đó là mua vở. Kỳ này thì mình được tặng vở cho nên là không cần phải mua vở rồi nè. Vở tặng nhưng mà chất lượng rất là tốt nha, giấy rất là dày dặn. Vở này là 96 trang vở như học sinh thông thường. Mình thì vẫn hay viết vở này trong quá trình học tập cho mình không cần phải mua các loại vở quá dày. Mình tham gia một hoạt động ngoại khóa ở trên trường thì mình được tặng một hộp bút chì màu rất là nhiều màu sắc. Mình thấy đây là một món quà rất là ý nghĩa vì mình rất là thích tô vẽ cho nên đây là một món quà mình rất là yêu thích. Không biết là cố tình hay là ngẫu nhiên mà đợt mình mua lần này rất là nhiều đồ màu hồng. Đây là một quyển sổ A6. Mình có thể dùng để viết làm sổ tay, nốt lại các công việc cần làm hoặc là lên kế hoạch những dự định sắp đến cho việc học của mình trong quyển sổ này. Các bạn nên mua một quyển sổ nhỏ như thế này nhé, rất là hữu ích. Xích nữa thì mình quên mất là phải nói đến bút chì. Mình rất là thích vẽ tranh cho nên là mình lúc nào cũng có rất nhiều bút chì ở trong nhà. Nên đợt lần này mình không cần phải mua bút chì mới mà tận dụng các cây bút chì cũ. Đây là một em ếch, các bạn biết làm gì không? Đây là một chiếc gọt bút chì đó. Mình sử dụng nó rất lâu rồi và vẫn muốn giữ nó đến bây giờ. Bây giờ mình đã khui hết toàn bộ đồ mà mình đã mua rồi đó. Các bạn thấy cái món đồ này có xinh xắn dễ thương không nào? Đây sẽ là một nguồn động lực rất lớn để cho mình cố gắng học tập trong năm này hơn. Một năm học mới đã bắt đầu rồi, mình xin chúc các bạn sẽ cố gắng hơn nữa, học tập thật tốt và đạt được những kết quả thật cao trong năm học này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Các bạn cho ấn đăng ký kênh để xem các video mới nhất của mình nhé.